Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị. Thưa quý vị, một trong những điều thú vị nhất của việc làm MC chương trình Ai Phú đó là cứ mỗi lần ghi hình thì chúng tôi lại được gặp một người chơi mới. Mỗi một người chơi mới lại là những phú vị. Và người chơi của chúng ta hôm nay tên là Trần Phú, đến từ Cái Răng, Cần Thơ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem bạn ấy có thể đem đến câu chuyện đặc biệt gì. Xin mời. Vâng ạ. Vâng, xin chào một người rất đẹp trai. Đây là điều đầu tiên mà tôi có thể nói về bạn. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi là Khánh Phú, một người con của mảnh đất phương Nam ngày hôm nay, phải nói rất là kỳ nóng ngay lập tức. Xin mời. Chúng ta nói về câu chuyện nghề nghiệp đi. Hiện nay thì bạn Long làm nghề gì? Công việc chính của mình là Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu luật chơi cho bạn là Trần Khánh Long. Chương trình Ai Là Phú có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 câu mang tính cột, không thắc mắc gì nữa đúng không ạ? Vâng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm Phú. Câu hỏi số 1. Từ bonsai dùng để chỉ nghệ thuật nào của người Nhật? A. Cắm hoa, B. Gấp giấy, C. Cây cảnh, và D. Là gói quà. Đáp án. Câu hỏi số 2. Trò chơi nào không xuất hiện trong bài hát Hổng Dám Đâu? Đá bóng, đá cầu, bắn bi, hay là bắn bi? Bắn bi. D là đáp án cuối cùng của tôi. Vâng, chơi truyền, chính xác. Câu hỏi số 3. Hình chợ đặc trưng của miền Tây Nam Bộ: chợ phiên, chợ nổi, chợ cóc, chợ cóc, chợ cóc, chợ cóc. Chợ tình. Câu này mà trả lời sai thì đừng về quê Cần Thơ nữa. Câu này mà trả lời sai thì chắc chắn là tôi sẽ không được nhận là người Cần Thơ nữa. Bởi vì đây là một cái loại hình phải nói là nổi tiếng của vùng đất Cần Thơ, nằm tại Cái Răng, ngay cái địa bàn mà tôi sinh sống luôn ạ. Đáp án. Thông thường chiếc răng sữa đầu tiên của trẻ sẽ mọc vào khoảng thời gian nào? Ồ, chúng ta hỏi một người chưa có gia đình. A. 1 đến 2 tháng. B. 6 đến 8 tháng. C. 15 đến 16 tháng. Và C. 19 đến 20 tháng. Và mình chưa có những đứa trẻ để mình quan sát. Và tôi xin nhờ quyền trợ giúp là hỏi khán giả tại trường quay ạ. Hỏi số 8. Martian là loài động vật nào ở châu Phi? Đại bàng, hổ, voi, hay là hươu cao cổ? Tôi xin sử dụng quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân ạ. Và bạn sẽ gọi cho ai ạ? Bạn của tôi tên là Hoàng Tuấn Phương ạ. Chúng ta sẽ kết nối điện thoại với bạn Tuấn Phương. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Phải là bạn Tuấn Phương không ạ? Đúng rồi anh. Vâng, chúng tôi ở chương trình Ai Phú của Đài Truyền hình Việt Nam. Dạ rồi, dạ, chào anh. Vâng, hiện nay thì bạn Trần Khánh Long đang ở câu hỏi số 8. Chị để số 8, chị để số 8, chị để số 8, chị để... Rồi. Bạn sẵn sàng tư vấn chưa ạ? Rồi, sẵn sàng rồi. Hai bạn sẽ có 3 giây để vừa hỏi vừa trả lời. Chúc hai bạn may mắn và 3 giây bắt đầu. Cũng là em mà Mạc Tí An là đồng hồ. Tôi chỉ muốn... Dừng, đúng không ạ? Không dừng. Vâng, cảm ơn bạn. Tôi hy vọng những câu hỏi thế mạnh của mình nó sẽ nằm ở phần sau. Riêng câu này... Cho nên là mạo hiểm một chút. Vâng, mà phải chọn mạo hiểm thôi. Mình chấp nhận có sự đánh đổi. A là đáp án cuối cùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.